sao cái nhà này ai cũng lạnh lùng và vô cảm với mẹ như vậy? Hết con rồi với ba con, chúng ta còn là gia đình nữa. Trang Nhung xin gửi lời chào đến khán giả của Quý Cô Thừa Kế phần 2. Trong 9 năm vừa rồi, Nhung cũng nhận được khá là nhiều kịch bản. Nhưng mà cuộc sống của mình đã bước sang một cái trang mới, thì Nhung cũng muốn lo cho gia đình, tập trung vào lo cho gia đình và con cái nhiều hơn. Khi mà con cái của Nhung cũng đã lớn rồi, các bé đi học, thì cũng đã một phần mình cũng yên tâm hơn là khi các bé còn rất là nhỏ. Và hơn nữa, đây cũng là cái sự trở lại của Quý Cô Thừa Kế phần 2 sau 5 năm. Với cái kịch bản này, khi ông xã của Nhung cũng đã thuyết phục Nhung và bảo là Nhung cứ đọc thử đi, bởi vì nếu Nhung thích thì Nhung sẽ nhận lời. Khi đọc kịch bản thì thật sự là Nhung cảm thấy rất là cuốn hút. Vì thế Nhung cảm thấy rất là phù hợp với mình. Hơn hết lại là sự đánh dấu, sự trở lại của Nhung sau gần một thập kỷ. Và lại là một kỷ niệm, một cái giá trị rất là lớn, đó là sự hợp tác với các ông xã của mình nữa. Khóc rất nhiều này thì thật ra là trước đây Nhung cũng không có cái vai diễn nào mà Nhung khóc nhiều đến như vậy. Và cái khóc này đôi khi nó không phải là phải rơi cả nước mắt đâu, mà đôi khi là mình ấm ức ở bên trong, mình thể hiện lên đôi mắt. Đó là mà cái mà Nhung đã phải tập luyện rất là nhiều trong quá trình mà Nhung tập kịch bản. Chắc chắn là Nhung nghĩ là với những người đã làm mẹ thì sẽ rất là dễ rơi nước mắt. Cái khó là mình làm sao để đem đến cho khán giả để khán giả có thể khóc. Nhưng mà cái dễ của Nhung ấy thì lại là vì mình đã trải nghiệm, mình đã có trải nghiệm của 9 năm được làm mẹ rồi. Nên thành ra là đôi khi ấy, là khi chúng ta làm mẹ, chúng ta sẽ dạt dào và nhiều cảm xúc hơn. Và sẽ dễ cảm động với những cái tình cảnh, những cái tình huống ngoài xã hội khi mà liên quan đến tình mẫu tử, tình cha con. Ba từ Nhung có thể nói về vai diễn Hải Đường của Nhung đó là một vai diễn số phận, hy sinh và người phụ nữ nghị lực. Mọi người ơi, Quý Cô Thừa Kế phần 2 đã có suất chiếu đặc biệt tại rạp. Mọi người hãy ra rạp xem phim nha.